Hồng Trung ấn tống bọn Diên Phước, phát thí giống lành ráng phén dung. Nay Phật tử lòng thành phát nguyện, đem chân kinh địa màu lưu truyền, dương gian con mẹ phụng hành, truyền kinh phước khi bao nhân sanh hưởng cùng. Trần là nước quỷ ma
dặn con chớ khá ta bàm, dặn con khá kê cà mãi mê. Dặn con nhớ cành quê làm trồng, dặn con thường để bụng nằm lòng, rằng loài ma quỷ phải phòng, rằng loài lưỡi mối nọc ông phải nhường. Dặn con sớm kể chiều kinh, dặn con đừng bê trễ công trình, dặn con mẹ dặn đinh ninh, dặn con phải giữ phải gìn tâm thân, dặn con biết mấy lần cân còng mà con đành rẽ rúng ra lời khuyên, con đành gây cuộc khi nào phiền, con đành gây cuộc cần duyên đau lòng. Nay con thăm bảy dòng cắn xe, con ơi đành nhớ mẹ sao con. Con ơi lòng mẹ héo hon, con ơi thân mẹ vì con hao gầy. Rày con được ơn thầy cứu đồ, đem con về phải chỗ phải nơi, khuyên con dạy phải nghe lời, khuyên con chớ khá giỡn chơi ít gì. Kịp thời tu đừng sao lãng những lời mẹ răn. Này lời mẹ ân cần nhắc nhở, thấy con thơ mẹ đôi hàng, phần gái đoạn trường, con ơi phần gái trai chương mới thành. Tố phải biết việc làm việc giờ, tố chừa lòng bảy lữ ba lo. Thầy đã sao trước ấy dặn dò, thầy đã chân sẵn chiếc đò lý chân. Đò lý chân chủ nhân đã chọn,
kinh thành làm trước, lòng đừng lo quả phước khi có không, có không là luật chi công, có không cũng tại nơi lòng các con. Đêm thăm dân con tròn phận sự, đọc kinh phải cẩn phân từ tiếng, tiếng kinh là kinh điển của thầy. Đọc kinh gắm được mùi hay, dấu cho sắc đã có thấy cùng trước con khỏi chốn quạnh.
dình trong sạch mới còn gọi con. Đừng dòng tượng phân son là sạch, son phân y làm chân bách đã phải luôn. Mấy ai rồi hỏi thô, mấy ai ngồi kiểu lấy dù che thân. Đừng dòng tưởng cơ bận là nhục, cơ bận là chánh gốc mọi con. Lúc xanh đi đỏ lối một hòn, lúc về có kể giật chốn những gì. Con phải nhớ lúc đi thầy dặn, phải cho phần đừng sai, đừng lo phú quý trong gai, phải cho xứng y đáng tam tài mới sinh. Chánh tam tài mới vinh mới quý, giá tiền tài đồ cẩn thận trăm bề, tránh đoàn kết đi đảng lập phe phình phờ. Con phận gái lỡ cơ sao được, phải dặn dè từ bước mới ngoan. Sao cho dân gái rõ ràng chín mười cho đúng tuổi vàng mẹ trao. Cuộc trần thế ảo bào mong lạnh, có chân tu mới rành phù xanh. Sự tu công dung ngôn hạnh làm đầu, lòng đừng mê hoặc phải cao sửa mình. Đừng tập lối văn minh dối trá, văn minh quỷ pha mấy ơi.
mình. Với mình như một mới sinh, với mình như ruột mới rành tuổi tên. Con phải nhớ chớ quên lời mẹ, được thân người chẳng dễ đó con. Tuổi tên được vậy mới còn tuổi tên, được vậy mới tròn thinh danh. Đừng bập bê nết trơ trinh liêu lòng, theo tánh đi phàm học vọng cầu cao. Chị em đừng tiếng mày tao, chị em tiếng nói ngọt ngào mới ngoan. Lời ăn tiếng nói dịu dàng mới làm trên dưới, dưới trên trong mình. Học chi cái dòng ngu si, học chi cái dòng dị kỳ khó ưa. Đừng học thôi đồng đưa miệng lời, mà có khi dương lưới quỷ ma. Khôn ngoan sao bằng thiệt thà, cứ lời mẹ dạy mới là con ngoan. Con đã chán các cơ đàn tội phước, mừng cho con nay được gặp thầy. Ơn thầy rơi khắp ba cỏ cây, con tua tánh nê mỏng kịp ngày quy quyên. Phần xác thịt ba diền làm trong, phần thiên liêng phải giống cho cân. Chớ hao tinh khí hại thần, tinh thần quý báu phải cần phải khuyên. Tiếng thiên làm gốc, tính khí thần là nọc hại người. Con ơi đừng tưởng trò chơi, nếu con sai ngược đạo đời dễ đâu.
qua chuyện phải tâm. Muốn cho câu chuyện được rành, gần thầy mới rõ quyền công thế nào. Con phải biết đạo đòi tối thượng, đừng để lòng hờ hận sự tu. Chớ tin những lũ quán mầu, mượn thầy giả đạo quyết rầu hư thân. Nghe tiếng trẻ mẹ mừng cho trẻ, trẻ phải mau bước lẹ đường ngay. Muôn năm mới gặp hội này, để cơ hội ắt đỏ đài dương mang. Đã gặp đạo gặp đàn chánh ni đan, thầy phải lo phải ráng công trình. Mẹ khuyên bỏ tâm hở hình, mẹ khuyên bỏ tâm chống cành chị em. Tâm cành chống y ráng kiềm cho dứt, nó làm cho đạo đức phải hư. Con ơi mẹ vốn đại từ, thương con mẹ ráng giờ giữ chi bài. Thấy trẻ dạy đỏ đài thân thề, mạnh tranh đua theo thế nhãn hào. Quên nhìn đất rộng trời cao, đành dùi bụi đỏ để sao tâm trời. Thần tiên Phật ráo lời cạn tiếng, khuyên các con bỏ miếng tu chơi. Tu cho biết Phật
chớ kha từ năng. Muốn thông công quả rõ ràng, công càng bền dân quả càng lớn lao. Công đức được dày trao chói ràng, công sao cho công dừng như thành, sao cho quả được cái chỗ nhằm đơm quá. Phần di nữ ngọc ngà thân thể, công quả cho rằng mà rẽ đường xa. Muốn được đi quả phải trồng nên quả, quả muốn y trồng giống y là chân ương. Con ơi phận gái đoạn trường, đoạn đường càng phải tìm đường cho công cả của con. Con nào công nấy vuông tròn, công nào quả nấy chẳng còn đợi chi. Mẹ cũng biết nữ nhi phận trời. Con đã gọi con trời.
chiều nhật tăng, mà con lại muốn tranh luân xa bồi. Bánh y luân xa lăn rồi chẳng đợi, nếu dương vào con mới định sao. Yeah.
dõi ra của cây tuần hoàng dài trả chẳng thôi lạnh xa cài bắn luân hồi ca mau tình ngõ dung bồi chân linh dân chân linh phải dình tâm thanh nhìn ngọc kinh là cành quê nhà rành rang cai kiếp và phù hoa lặng tâm êm tâm mới là gọi con mẹ gì con lời mòn đôi đoạn mẹ gì con lời càng mấy phen công dư kết đi bạn với sen công dư đâu để làm quen với bèo chừa cái tâm tự kiêu tự đắc mới có ngày gần Phật gần trời trời tuy lòng lòng giới giới nhưng trời ở tại mấy lời mẹ đây phòng đến đài kim thiết nghiệp cùng chị em lời tâm quyết mẹ đêm tường tầng khuyên con thơ an phận tu hành muốn cho gọi được lành thì mau cải giữ mới rành chân tu đừng phân biệt trí ngũ thêm hại đố ai tường khôn giải là chi trăm điều điều tại quá đừng đem phạm tâm mà khi mà lầm mẹ căn dặn tu tâm cho lắm tu tâm rồi tánh ấy bẩm mới trong tánh tâm tuy cùng nơi lòng lòng thương con ngổn ngang trăm mi môi muốn nghe cho con tránh khỏi luân hồi này con tâm tánh ấy bởi trời này con tâm tánh bởi người phá Phật thường gọi chân như tâm Phật trời đã cho mình đức tánh trời tánh đi tâm trong sạch đi là người tánh tâm xảo trá là đời đó con
bề cứ sở sòng nâu đạm bạc, chớ kêu đòi đài cát trăm anh. Trăm anh để gọi gái lành, trăm anh nào phải xưa sang bề ngoài. Mẹ dạy con chẳng nài lao khổ, tâm phàm khuyên ráng bỏ ráng trường, ráng đem lại tánh trời xưa. Ngọc kinh xóm bước đi chờ trưa về chầu, đuốc chân ly lào lào thầy rồi, nơi trung ương đặng gọi các con. Bọn vàng sông lệ nên bọn tìm châu tìm ngọc, nón con đến tìm cây mát mẹ có chim khôn đầu, kẻ hiền lành nói dấu từ bi. Từ bi bác ái thầy ghi, từ bi bác ái tam kỳ vẽ gian. Mẹ đã dẫn nòn vàng bán ngọc, con biết ta lo săn sóc ngày đêm. Ân cần mật thước đừng sai, thì con sẽ được dạy đầy ơn trên. Mở màn chưa khỏi lì phồn qua, chưa biết thiên niên thân tinh sắp nhà. Cải hạnh đố ngươi về lập thử, tháng sau sẽ đến trước trình ta. Phiền thiện khai đất cơ đạo màn tiên trở về. Ngày nay bút ra ngọc giữa kề phòng loan sư lệ trọn bề phân hoa. Phân cùng thiện tính gần xa tỏ ra huynh đệ ba gia xa gần. Kể từ mình thật sát trần, nhờ công tu niệm giữa gần mẹ cha. Ngày nay giải thoát ta nề hà, linh mê đắc cơ đạo màn quá thanh nhàn. Bền tâm đạo lý quy hoàng, cung vàng là cửa mới nhàn thiên tâm. Đừng mê quân hạ sai lầm, tình đi đặng có kiếm tầm là sống. Nhớ thôi lì nhỏ tuôn dòng, hồn linh đi.
đạo cần chuyên đòi chờ. Thiện cái nay dẹt sương mờ, còn trên bát ở phẩm màn cơ giáo quyền. Chúng y lo hoàng lễ kim thiền, rước đưa con mẹ qua miền gió đông. Thiện khai hoàng lễ nhung hồng, đồng tâm lấy mạnh thuyền rồng biển khơi. Biết rằng mẹ đất cha trời ráng lo tu sửa cho đời mẹ vui. Đại tiên cha mẹ ngắm ngồi, cho nên bác phẩm sục sùi thăm ân. Thở vàng đại phẩm lì sầu, chung mấy lo đạo lý màng cháu mẹ lầm. Hoàng nhung mấy lầm đạo nam thành, con đây sư lễ thiền thanh đang sầu. Đôi lời bác nghi phẩm cung lầu, khuyên trong con mẹ dù cầu tỉnh mê. Kỳ tam tiên thánh giữa kề, không lo tánh ngộ đặng về hư không. Lầu tiên mẹ thổ huyết hồng, nữ nam con mẹ sao không trở về. Sông trần là chốn biển mê, sao không theo mẹ nhàn quê phàn hồi. Nhờ công y bội trước ta trao dồi, 20 lần lại được ngồi tòa liên. Đại tiên Trương Ngọc niệm ngà, ai dâng lời dạy mẹ cha ban hiền. Sầu thầm còn trên diêu điện ngàn năm mẹ buồn. Mẹ buồn con mẹ luôn tuồn, cho nên bác phẩm dầm tuôn lệ tràn. Từ ngày sát trả nam đàn, hồn linh thể nguyện cố an lần giòn. Chiều thu còn một chuyến đò, trao tâm sửa tánh lần dò bước lên. Đồng tàn lạnh lẽo chi bàn, muốn về địa vị để tên ráng làm. Trần mê là chỗ luân trầm, sang tu trở lại lầu lam bể sông. Lòng mê chi chỗ bụi hồng, phủ lời
rồng phân quang. Nghe rồi dẹp ba bỏ lòng ta thương dầm bà mẹ cung nhà thế lương. Vậy trần mẹ mới dầm trường tẩy khắp